Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ năm, ngày 9 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đỡ sợ Bắc Kinh, Việt Nam lần đầu tiên phản đối Trung Quốc lên Liên Hợp Quốc. Việt Nam vừa gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc để phản đối các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Theo nhận định của giới quan sát, thì động thái này có thể là báo hiệu bước đi đầu cho một tiến trình pháp lý trong tương lai gần nếu như Hà Nội và Bắc Kinh không giải quyết được các tranh chấp trên bàn đàm phán đa phương. Và điều này chúng ta cũng đã chứng kiến trong suốt quá trình thời gian vừa qua, Việt Nam gần như im lặng và không có những thông tin như vậy để gửi lên diễn đàn Liên Hợp Quốc là nơi có thể xử lý những vấn đề bức xúc của các quốc gia. Và công hàm do phái đoàn thường trực của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc gửi cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói rằng các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc vi phạm nguyên trọng chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam tại Biển Đông. Và đây là hình ảnh ba tàu hải cảnh của Trung Quốc uy hiếp đâm chìm tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi được ghi nhận vào hôm 2 tháng 4 năm 2020. Và những thông tin như vậy đã tràn ngập trên báo chí quốc tế và ngay tại Việt Nam cũng đã được đăng tải rất chi tiết. Và khẳng định Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982 là cơ sở pháp lý duy nhất quy định toàn diện và triệt để về phạm vi quyền được hưởng vùng biển giữa Việt Nam và Trung Quốc. Công hàm của Việt Nam nói như sau. Vùng biển của các cấu trúc luôn nổi tại đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa phải được xác định phù hợp với điều 121 của Công ước. Các nhóm đảo tại Biển Đông bao gồm các quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa không có đường cơ sở được vẽ bằng cách nối liền các điểm ngoài cùng của cấu trúc xa nhất. Các bãi đá ngầm hoặc cấu trúc lúc chìm lúc nổi không phải là đối tượng thụ đắc lãnh thổ và không có vùng biển riêng. Đây là trích đoạn. Và qua cái việc gửi công hàm này lên Liên Hợp Quốc thì rõ ràng Việt Nam dường như tiến thêm một bước nữa để chuẩn bị cho một biện pháp pháp lý mạnh hơn, và cũng nhiều đánh giá có thể Việt Nam sẽ bước theo Philippines để khởi kiện Trung Quốc tới đây ra tòa án Liên Hợp Quốc. Và cũng hôm 7 tháng 4 năm 2020, nhiều nhà báo của Việt Nam đã đưa tin về động thái mới của Việt Nam, trong đó trang mạng của kênh truyền hình VTC của Việt Nam cho hay như sau. Việt Nam phản đối các yêu sách của Trung Quốc tại các công hàm trên. Các yêu sách này vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam tại Biển Đông. Và trích tiếp như sau. Phái đoàn của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc một lần nữa khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam về các vấn đề nêu trên và đã được khẳng định trong nhiều văn bản lưu hành tại Liên Hợp Quốc và các đệ trình tuyên bố gửi các cơ quan quốc tế liên quan. Phái đoàn đồng thời đề nghị Tổng thư ký Liên Hợp Quốc lưu hành công hàm này đến tất cả các quốc gia thành viên công ước cũng như tất cả các thành viên của Liên Hợp Quốc. Bản tin của đài VTC đã viết như vậy. Thì rõ ràng đây là những thông điệp khá mạnh mẽ và rõ ràng của Việt Nam lần đầu tiên được thể hiện ở Liên Hợp Quốc, điều mà công chúng tại Việt Nam cũng như nhiều người dân trên thế giới đang mong đợi. Và công hàm của Việt Nam được gửi đi sau khi hai quốc gia trong khu vực là Philippines và Malaysia đã có cùng một động thái tương tự. Đó là ngày 8 tháng 4 năm 2020, Bộ Ngoại giao Philippines ra tuyên bố về vụ chìm tàu cá Việt Nam ở Biển Đông với nội dung như sau. Bộ Ngoại giao bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về báo cáo vụ việc tàu Việt Nam bị đâm chìm ở Biển Đông vào ngày 3 tháng 4 năm 2020. Kinh nghiệm tương tự của chúng tôi cho thấy niềm tin và tình bạn đã bị mất như thế nào qua vụ việc này. Và niềm tin đã được tạo ra nhiều thế nào bởi hành động nhân văn của Việt Nam trực tiếp cứu mạng, cứu sống ngư dân Philippines của chúng tôi. Chúng tôi không ngừng và sẽ không ngừng cảm ơn Việt Nam. Vì thế, chúng tôi đưa ra tuyên bố này để thể hiện tình đoàn kết. Hết trích. Thì phải nói rằng đây là một thông điệp khá mạnh mẽ, rõ ràng của chính phủ Philippines đối với Việt Nam và đặc biệt đoàn kết với Việt Nam để cùng nhau chống Trung Quốc khi đất nước này vẽ ra đường chín đoạn và chiếm đến đa số diện tích ở Biển Đông và nói rằng đấy là chủ quyền của họ, mà trong đó có lãnh hải của Philippines, của Việt Nam và nhiều nước khác. Và theo tiến sĩ Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu an ninh và chính trị của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, có trụ sở tại Singapore,
việc gửi công hàm chính thức lên Liên Hợp Quốc có thể xem là một bước rất quan trọng và cần thiết mà Hà Nội thực hiện sau hàng chục năm quốc gia láng giềng đã tiến hành hàng loạt các hoạt động làm thay đổi hiện trạng ở Biển Đông. Và cụ thể gần đây nhất chúng ta đã chứng kiến rất nhiều những vụ việc từ khu việc kéo giàn khoan 981 vào Biển Đông, đưa tàu, đội tàu rất lớn xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở bãi Tư Chính và xua đuổi tàu Việt Nam. Tất cả những gì Trung Quốc làm đều là bất hợp pháp. Và tiến sĩ Hoàng Hợp giải thích thêm như sau. Có thể hiểu được như vậy bởi vì vào năm 2019, Đảng Cộng sản Việt Nam trong một hội nghị trung ương đã bàn về quyết định rằng trong trường hợp không thể xử lý được bằng biện pháp đàm phán với Trung Quốc thì sẽ phải tiến hành khởi kiện Trung Quốc. Và đây là hình ảnh chụp bản chính công hàm phản đối của Việt Nam đệ trình lên Liên Hợp Quốc ở New York ngày 30 tháng 3 năm 2020. Và công hàm của Việt Nam chỉ mới được công bố vào ngày 7 tháng 4 năm 2020, mặc dù đã được gửi đi từ ngày 30 tháng 3, tức là trước khi xảy ra sự kiện mới nhất là tàu hải cảnh của Trung Quốc đâm chìm một tàu cá của Việt Nam diễn ra vào ngày 2 tháng 4 năm 2020, đã khiến Hà Nội ngay lập tức lên tiếng và gửi công hàm phản đối tới Bắc Kinh, trong khi phía Trung Quốc nói rằng tàu cá của Việt Nam đánh bắt bất hợp pháp và vụ chìm tàu chỉ là tai nạn không thể tránh khỏi. Thì qua đây chúng ta đã thấy rằng Trung Quốc luôn luôn tìm mọi cách luồn lách và trả lời không hợp lý, cũng như những việc mà Trung Quốc nói rằng tàu gỗ của Việt Nam đâm vào tàu sắt của Trung Quốc cố tình là một điều hoàn toàn sai trái. Và vụ xung đột mới nhất cũng khiến cho Mỹ phải lên tiếng binh vực Việt Nam và chỉ trích hành động gây căng thẳng của Trung Quốc đối với an ninh trong khu vực, đặc biệt là trong bối cảnh cả thế giới đang lao đao vì đại dịch cúm Vũ Hán vốn xuất phát từ Trung Quốc. Và ngay cả điều này cho đến nay Trung Quốc vẫn chưa công nhận và tìm mọi cách lấp liếm và quảng bá, thậm chí họ còn đổ tội cho virus này có thể đến từ Nhật Bản, từ Mỹ và từ nhiều nước khác nữa. Cũng theo nhận định của tiến sĩ Hoàng Hợp, việc Hà Nội công bố công hàm bằng phiên bản tiếng Việt sau khi xảy ra vụ đâm chìm tàu có thể là do áp lực từ công chúng. Đây là một vụ việc hết sức nghiêm trọng. Nó xảy ra sau ngày 30 tháng 3 năm 2020, là ngày mà cơ quan đại diện thường trực của Việt Nam ở Liên Hợp Quốc gửi thư phản đối cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Có lẽ vì lý do đó mà họ xem xét công bố thư này để cho người Việt Nam biết rằng họ đã có hành động như vậy. Tiến sĩ Hà Hồng Hợp đã bình luận. Và quả thật, với những động thái này của Việt Nam thì rất nhiều người Việt Nam trong và ngoài nước đều đồng lòng và mong muốn rằng phía Việt Nam, chính phủ Việt Nam phải có hành động dứt khoát và rõ ràng với Trung Quốc. Và dựa trên nội dung công hàm, tiến sĩ Hoàng Hợp cho rằng có thể hướng đi pháp lý sắp tới của Hà Nội sẽ là đệ trình vụ kiện lên một cơ quan tài phán hoặc một tòa án của Liên Hợp Quốc để chống lại yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông tương tự như Philippines đã thực hiện và giành phần thắng vào năm 2016. Và ngay cả khi Philippines công bố chiến thắng trong vụ kiện này thì người dân Việt Nam trong và ngoài nước cũng hết sức hồ hởi và chúc mừng Philippines. Và không có lý do gì Việt Nam không chiến thắng. Đây là hình ảnh đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp xây bất hợp pháp ở đá Châu Viên thuộc chủ quyền của Việt Nam ở Trường Sa. Tuy nhiên, trước khi dẫn đến bước đi cuối cùng này, thì có thể Hà Nội sẽ thực hiện một số bước tiếp theo. Tiến sĩ Hoàng Hợp đã nói tiếp như sau. Tiếp theo đây thì Việt Nam sẽ gặp phía Trung Quốc để bàn xem có thể xử lý trên bàn đàm phán được hay không. Không phải song phương mà là đa phương. Vì như các bạn cũng đã biết, Trung Quốc luôn muốn đàm phán song phương, tức là chỉ có hai nước với nhau. Thì có như vậy thì họ có thể ép Việt Nam, ép những nước đó theo những yêu cầu của họ. Nhưng mà đa phương thì rất khó. Thứ hai là Việt Nam phải tổ chức cho ASEAN đàm phán với Trung Quốc về COC, tức là Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Vì năm nay, Việt Nam là chủ tịch luân phiên của ASEAN, nên việc đó phải tiếp tục cho đến tháng 11. Nếu cuộc họp của ASEAN về COC không thể thực hiện được vào tháng 7 vì lý do đại dịch cúm Vũ Hán đang hoành hành trên khắp thế giới mà đến thúc thời điểm đó vẫn chưa thể thực hiện, thì theo tiến sĩ Hoàng Hợp, có thể khối các quốc gia Đông Nam Á sẽ tiến hành họp trực tiếp hoặc hoãn lại. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có quyết định về việc này. Vẫn theo nhà nghiên cứu
Hoàng Hợp, phán quyết của Tòa trọng tài thường trực vào năm 2016 đối với vụ kiện của Philippines đã bác bỏ đường lưỡi bò, tức là đường chín đoạn mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền của mình trên Biển Đông. Đường lưỡi bò này rất rộng, nó chiếm gần như diện tích toàn bộ Biển Đông và trong đó toàn bộ những vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đều nằm trong đó và ngay cả bãi tư chính. Và vừa rồi Trung Quốc cũng đã yêu cầu Việt Nam phải rút giàn khoan đi, phải rút thế tàu ra khỏi cái khu vực bãi tư chính bởi vì đấy là vùng biển của họ, một cách hết sức vô lý. Và phán quyết này không chỉ dành cho Manila mà đó là phán quyết phổ quát như Việt Nam hồi đó lấp lửng. Tiến sĩ Hoàng Hợp đã nói về thái độ của Việt Nam khi Philippines đã giành chiến thắng đối với Trung Quốc khi họ kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế về cái đường lưỡi bò bất hợp lý đó. Cũng theo ông, đây chính là lúc mà Việt Nam cần nói rõ và các bước đi quyết định trong bối cảnh Trung Quốc đã làm thay đổi hiện trạng quá nhiều ở Biển Đông theo hướng quân sự hóa để chuẩn bị cho chiến tranh. Và quả thật các bạn cũng đã chứng kiến những hình ảnh chụp vệ tinh liên tục gửi đến công luận trong nước và quốc tế. Đó là những cái khu căn cứ quân sự với hàng trăm tòa nhà, với những đường băng, với những tên lửa được giấu trong đó, rất nguy hiểm. Và tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, nguyên đại sứ Việt Nam tại Hà Lan đã nói tiếp như sau. Tố cáo những hành động ấy trên Liên Hợp Quốc, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam trong một lần hiếm hoi như vừa rồi, dám đích danh truy trách nhiệm cho Trung Quốc, chứ không còn gọi là nước lạ nữa. Tuy nhiên, phản ánh hết lòng dân, nhưng hy vọng nó sẽ không còn là cái cảnh chính quyền phải xua lực lượng, đi đàn áp các cuộc biểu tình hòa bình, tố cáo các tội ác của Trung Quốc trong các cuộc chiến bành trướng trước đây, cũng như các hành động trên Biển Đông. Thì rõ ràng chúng ta cũng đã thấy ông nói hoàn toàn đúng. Vì những cái cuộc biểu tình của Việt Nam ở trong nước, vì họ yêu nước, vì họ phản đối Trung Quốc, thì lại bị nhà cầm quyền ở Hà Nội đàn áp hết sức dã man, bị đánh đập, bị bắt giữ, bị quy kết, bị quy chụp, rất khó. Và đây là hình ảnh xuồng của bộ đội đảo Sinh Tồn, phía đông tuần tra bảo vệ đảo vào tháng 5 năm 2015. Phía xa là còn nhiều công trình do Trung Quốc xây dựng trên đá Huy Cơ hay gọi là Tư Nghĩa ở Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam đã bị Trung Quốc cưỡng chiếm vào ngày 28 tháng 2 năm 1988. Và cho đến nay, chúng ta vẫn chưa lấy lại được. Và Trung Quốc thì cũng không giả. Và không những thế, họ còn xây dựng thêm càng nhiều quân cứ quân sự trên này, càng tốt đối với họ. Và Phó Giáo sư Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Chính sách, Pháp luật và Phát triển cho rằng đây là bước đi tiếp nối vững chắc và đúng thời điểm của Chính phủ Việt Nam khi Việt Nam đưa công hàm này lên Liên Hợp Quốc. Và cũng cho rằng đây là một quyết định đúng thời điểm. Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng nói thêm như sau. Thứ nhất, Việt Nam đang chuẩn bị cho Đại hội Đảng. Trung Quốc muốn đánh tiếng, muốn gây sức ép, nhất là quá trình cơ cấu nhân sự mới. Thì đây, Việt Nam trả lời ngay như vậy để nói cho Trung Quốc biết rằng ai có vào khung cảnh của cơ cấu này cũng không thể quỳ gối trước Trung Quốc được. Quỳ gối trước Trung Quốc là mất phiếu. Và điều quan trọng hơn, đầu hàng Trung Quốc thì bia miệng từ người dân hàng ngàn năm nay vẫn còn đó. Và qua những việc tiết lộ trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, các bạn cũng đã thấy như tướng Trương Giang Long cũng đã nói rằng trăm này và trăm kia, tình báo Trung Quốc đã trà trộn vào trong đội ngũ hàng ngũ quân đội và công an và những cái cơ quan nhà nước của Việt Nam từ rất lâu rồi. Và điều đó dần dần phải loại bỏ. Thứ hai là giữa mùa đại dịch của Vũ Hán này trên thế giới, hiểu về Trung Quốc hơn, có dịp xác nhận những hành động chống lại thường dân mà ngay trong chiến tranh, luật pháp quốc tế cũng cấm các bên tham chiến. Đó là việc khi dịch bệnh đang lan tràn, thì tất cả các nơi đều phải ngừng bắn hết và để tập trung vào chữa bệnh cho người dân trước đã. Mà ngay cả những chiến sĩ chiến đấu đó, hoặc những binh sĩ đó cũng sẽ chết nếu không chữa bệnh. Công ước quốc tế cấm cái điều này. Trung Quốc thì vẫn lao vào tấn công Việt Nam. Và sau khi những ầm ĩ giữa Trung Quốc với nhiều nước về quốc tịch của con cúm Vũ Hán, nhất là sau khi các vụ đầu cơ khẩu trang và các thiết bị y tế của Trung Quốc, thì Việt Nam và thế giới có dịp hiểu thêm về bản chất lật lọng, đổi trắng thay đen của nhà cầm quyền Trung Quốc và họ sẵn sàng làm mọi việc để cái quyền lợi của Trung Quốc để đảm bảo được nhất, trong khi những cái nước khác thì họ không đoái hoài đến và sẵn sàng dành cái phần lợi nhất cho mình và tác hại cho người khác. Và thứ ba là Trung Quốc cho rằng hiện nay là lúc Mỹ và Việt Nam và thế giới đang tập trung chống đại dịch nên họ tha hồ gọi là múa gậy vườn đào, đấy cái câu nói như vậy. Tức họ làm gì làm. Nếu Việt Nam không hành động về mặt pháp lý lúc này thì còn nuôi dưỡng những hành động thảo khấu trên Biển Đông đến khi nào nữa? Và câu hỏi được đặt ra, vậy Việt Nam không làm thì Trung Quốc sẽ lấn tới và nay đâm một tàu, mai họ sẽ đâm nhiều tàu khác và ngày kia họ sẽ chiếm luôn các đảo và những cái việc khác mà không ai lường trước được. Và đây là hình ảnh đá chữ thập
trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng và xây dựng thành một đảo nhân tạo phi pháp, biến nơi này thành căn cứ quân sự hết sức kiên cố với nhiều loại vũ khí hiện đại. Và tiếp theo thứ tư, đây có thể là một bước đệm trên con đường dùng luật pháp quốc tế để nói chuyện phải trái với Trung Quốc với việc Việt Nam gửi công hàm đến Liên Hợp Quốc, rất quan trọng. Phản ứng của Hoa Kỳ thì như mọi người đã biết, ở đây phải nói thêm rằng Hoa Kỳ ngày càng có thái độ quyết đoán về hành động bắt nạt các nước nhỏ của Trung Quốc. Ngôn từ tuyên bố khá mạnh mẽ như ủng hộ chủ quyền của Việt Nam. Tất nhiên đây không phải là lần đầu mà họ cũng luôn luôn nói những cái điều đó từ rất lâu. Nhưng mà những cái nước khác sau chủ nghĩa anh em của Việt Nam như Cuba, Bắc Triều Tiên, Lào không hề nói những chuyện đó. Và Mỹ bác bỏ những đường lưỡi bỏ của Trung Quốc. Thì cái này thì họ lặp lại phán quyết của CPA. Tuy nhiên không nên cho rằng Hoa Kỳ chỉ có lĩnh vực Việt Nam không, mà họ phải bảo vệ cái tự do hàng hải, tự do hàng không và rất nhiều những cái quy tắc khác trên Biển Đông. Nhật Bản, Ấn Độ và Úc và châu Âu từng có tiếng nói thống nhất về vấn đề Biển Đông, lần này chắc cũng không thể khác nếu Việt Nam đưa vấn đề này ra toàn quốc tế. Vì đây cũng là lợi ích thiết thực của những nước này khi bảo vệ được cái tự do hàng hải qua cái đường rất quan trọng này của Biển Đông. Và đây là cơ hội kim cương chứ không phải là vàng đối với Việt Nam. Và chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương mở và tự do, viết tắt là FOIP của Tổng thống Mỹ Donald Trump là cơ hội có 102 trong lịch sử của Việt Nam và khu vực. Khi cùng một lúc ASEAN phải xử lý mối quan hệ giữa các nước lớn trong khu vực, ngoại trừ những Judan phản Chúa trong ASEAN, tức là những cái nước mà đi đêm với cả Trung Quốc để có thể phản lại các nước ASEAN khác. Và các nhà lãnh đạo còn lại trong ASEAN cũng sẽ phải đường xa nghĩ nỗi sau này, tức là họ cũng phải nghĩ rằng là sau này là Trung Quốc bóp được Việt Nam thì Trung Quốc cũng sẽ không tha bất cứ nước nào khác trong khối. Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng đã kết luận như vậy. Và vấn đề Trung Quốc xâm chiếm lãnh hải của Việt Nam gần đây đã xảy ra từ những năm 1974 gần đây nhất, nếu mà chúng ta có thể ghi nhận là cái chất rõ ràng. Thì khi quân đội của Trung Quốc đã tấn công quân đội của Việt Nam Cộng Hòa, khi đó là còn là một nhà nước có chủ quyền và họ đã chiếm mất Hoàng Sa của Việt Nam từ đó và không hề trao trả. Sau khi Việt Nam thống nhất, Nam và Bắc Việt Nam thống nhất, họ cũng không trao trả cho đến giờ. Và bây giờ họ nói luôn đấy là của họ. Và tới năm 1988, lại một lần nữa Trung Quốc tấn công, giết chết 64 chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam để chiếm đảo Gạc Ma của Việt Nam và rất nhiều những cái đảo khác xung quanh. Và kể từ đó cho đến nay, Trung Quốc liên tục tăng mạnh số lượng tàu xâm nhập và hoạt động dài ngày trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, mà họ tự cho rằng là lãnh hải của Trung Quốc từ thời cổ xưa với đường chín đoạn, tức là Việt Nam hay gọi là đường lưỡi bò, quét toàn bộ diện tích của Biển Đông. Và để giải quyết vấn đề này, Việt Nam cần sớm kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế để nhận được kết quả cuối cùng, đó là phán quyết của tòa án mà cả hai bên đều phải thực thi dưới sự giám sát của quốc tế. Các bạn vừa xem bản tin của Thời báo.de ngày hôm nay, mùng 9 tháng 4 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.